Xin chào, bạn đã quay trở lại với kênh bán hàng trực tuyến săn hàng rẻ.net. Hôm nay shop săn hàng rẻ xin giới thiệu với khách hàng một mã ca nấu mì mini của bia hàng nội địa Trung, bảo hành 18 tháng nhé. Đây là phiên bản quốc tế, vì thế là chúng ta sẽ được nhập khẩu, phân phối và bảo hành bởi công ty được ở trên phiếu bảo hành như này nha. Hàng chuẩn chính hãng, hàng có sẵn tại web săn hàng rẻ.net ạ. Và mình giới thiệu cho các bạn về cái nồi nấu mini này. Đường kính của nó thì tầm 13 gần 14 cm. Đây là vung kính cường lực rất là dày này, có lỗ thoát hơi. Thiết kế rất là đặc thù của bia đấy là màu sắc trắng nhã và rất là trẻ trung, hiện đại, phù hợp và làm sáng bừng căn bếp nhà các bạn luôn nha. Và đây là vỉ hấp này chúng ta có thể để vừa hai cái bánh bao đó. Và bên trong là inox 304, rất là tốt, phù hợp với tiêu chuẩn gia dụng châu Âu nha. Đó, đây là bảng điều khiển này. Chúng ta có cấp độ 3 cái chế độ này, thấp ọp này, thấp và cao này. Logo của bia nha. Hàng chuẩn chính hãng, hàng có sẵn tại web săn hàng rẻ.net. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.